Đêm qua, hơn 95.000 người hâm mộ đã đổ tới sân vận động Olympic ở Sydney để xem buổi biểu diễn thứ hai và cũng là cuối cùng của họa mi nước Anh Adele tại đây. Vé của đêm diễn đã bán hết nhanh chóng khi mà số lượng khán giả hâm mộ quá lớn. Giá vé khởi điểm là khoảng 104 đô la Úc và lên tới 308 đô la ở một số vị trí. Giá vé VIP thậm chí còn cao hơn, nằm trong khoảng từ 475 đô la đến 799,9 đô la. Thay vì chọn các nhà hát, trong buổi biểu diễn này, Adele chinh phục khán giả nước Úc tại một sân vận động lớn. Sân khấu được thiết kế hoành tráng theo hình tròn với các màn hình bao quanh phía trên cùng dàn ánh sáng được đầu tư công phu. Với phong cách trình diễn gần gũi và sâu lắng của mình, trong lần đầu tiên tới Sydney, Adele đã đem lại cho khán giả một đêm nhạc đáng nhớ. Cô cũng trải lòng với khán giả về cơ duyên đến với âm nhạc của mình. Tôi bắt đầu tại quán bar, rồi đến rạp chiếu phim, rồi họ thuyết phục tôi tham gia các sân khấu. Sân vận động chỉ khiến tôi lúng túng, nhưng tôi đã phải đến, bởi vì tôi rất vui vì có rất nhiều bạn muốn gặp tôi. Những ca khúc được trình bày trong đêm diễn đều là các bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của cô như Hello, Rolling in the Deep, Someone Like You, Chasing Pavements, Rumor Has It, Set Fire to the Rain, Skyfall và Make You Feel My Love. Cô ca sĩ từng thắng đến 10 giải Grammy này chính là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong các bảng xếp hạng âm nhạc ở Úc. Album mới nhất của cô được phát hành vào cuối năm 2015 và đã bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới. Điểm đến tiếp theo trong chuyến lưu diễn nước Úc là Brisbane và Adelaide. Cô cũng sẽ ghé qua New Zealand với một show được tổ chức ở Auckland.